mùi hóa chất từ biệt thự tố ông trùm ma túy tại Sài Gòn. Thưa quý vị, báo cáo với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chiều ngày 2 tháng 6 về chuyên án phá đường dây sản xuất ma túy do Văn Kính Dương, tức Trần Ngọc Hiếu, ngụ Hà Nội cầm đầu, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, manh mối được phát hiện từ giữa năm ngoái. Thời điểm đó, quận Bình Thạnh nổi lên đầu mối cung cấp thuốc lắc số lượng lớn. Hàng bắt nguồn từ căn biệt thự ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh. Biệt thự có người canh gác được lắp nhiều camera giám sát. Suốt nhiều ngày theo dõi, trinh sát phát hiện ngôi nhà sử dụng một lượng điện cực lớn, mùi hóa chất vương ở quạt hút gió. Phía trong có nhiều chai lọ hóa chất dùng để sản xuất thuốc lắc. Thiếu tướng Minh kể, xác định đây là nơi sản xuất ma túy, chúng tôi lập chuyên án để khám phá. Tuy nhiên, ngay sau đó những người trong biệt thự thu dọn đồ đạc, chuyển đến hoạt động ở những nơi hẻo lánh thuộc tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Khánh Hòa. Các chất thải hóa chất được chúng đóng vào bao tải, chờ trời tối trở đi vứt xuống sông. Tất cả các xưởng sản xuất ma túy này đều do Văn Kính Dương cầm đầu. Trong lần phát hiện ô tô chở rác thải hóa chất chạy trên cao tốc Trung Lương hướng về miền Tây, ba trinh sát được lệnh đón đầu ở các đường thuộc Bến Lức, Tân An và Tiền Giang. Khi xe tải xuống cao tốc tấp sát mé sông, nam trinh sát trẻ đã bám theo sợ bị chúng phát hiện nên phải tắt đèn xe máy. Không may anh Tông phải chướng ngại vật và ngã trọng thương. Ông Minh kể, tuy nhiên trinh sát vẫn cố bò lại gần theo dõi. Khi đống rác thải được tẩu tán xuống sông, ô tô bỏ đi thì anh ấy mới báo cáo chỉ huy đến thu tang vật và đưa mình đi cấp cứu. Ông Minh cho biết thêm, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian theo dõi và phải chờ thu thập thêm chứng cứ, tang vật và tuyệt đối bí mật. Không hay biết một số đối tác của mình bị bắt, Dương và đồng phạm vẫn tiếp tục điều chế thuốc lắc ma túy đá. Mới đây khi Dương vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các trinh sát ập đến khống chế. Cùng lúc hơn 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy và nơi ở của nhóm này tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. 15 người liên quan bị bắt giữ, hàng trăm cân ma túy sơ chế, 500.000 viên thuốc lắc, ước tính trị giá 200 tỷ bị thu giữ, nhiều máy móc thiết bị, 7 ô tô, trong đó có siêu xe McLaren, bất động sản ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội bị niêm phong, tổng tài sản bị kê biên khoảng 60 tỷ đồng. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân biểu dương thành tích phá án của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh. Ông nói: "Tôi nghĩ chuyên án này đã đi vào lịch sử đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của Công an Thành phố Hồ Chí Minh."